Năm nay là năm thứ 5 tôi đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Bây giờ có nhiều cầu thủ trưởng thành hơn so với 5 năm qua. Các bạn trưởng thành về kỹ thuật lâu rồi. Thực ra, đội tuyển quốc gia không phải là đội tuyển thanh thiếu niên. Chúng tôi không có thời gian chỉnh sửa đổi để làm mọi thứ như đội trẻ. Tôi chỉ có phương châm dùng nguồn lực tối đa để phát huy các cầu thủ. Các cầu thủ của tôi trưởng thành về mặt kỹ thuật và tôi cực đại hóa năng lực của họ. Vừa rồi, chúng ta đá vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Họ có thêm những kinh nghiệm để vận hành trận đấu. Tôi nghĩ bây giờ họ hơn một bậc với các đội khác ở Đông Nam Á vì có những trải nghiệm đáng quý như vậy. Họ đã biết cách tự học, tự lĩnh hội cách chơi bóng.